vậy trời ơi, ăn đi trời ơi, em mới mua gà kép xê cho anh ăn nè, thấy không trời, thấy em tốt không, ăn đi ăn đi. Ủa cái nhà mình sửa lại cũng y hệt như cũ luôn ha, không có mới được miếng nào vậy. Thôi ăn đi anh, ăn đi. Trời ơi trời, hôm nay ghê ha, tốt ghê ha, đi chơi bao nhiêu ngày về hôm nay mua cá xê mời, tốt ghê ha. Nhưng mà nói nghe nè, anh cầm miếng gà cá xê cầm bằng hai ngón tay thôi nha, đừng cầm bằng nguyên cái bàn tay không, mà nó lúng một lỗ vô là chắc là phải thủng xuống 3 mét sàn nữa, anh không có tiền để sửa sàn đâu. Ôi yên tâm đi trời ơi. À đúng rồi, mọi người có nhớ là trong tập trước của mọi người mình đã kiểu mình đắm bẫy cái nhà này luôn, cho nên là anh Mr. Vịt đã phải tốn rất là nhiều tiền để sửa nhà. Nhưng mà hôm nay trong cái lần trước mình đã đập nát cái nhà, hôm nay mình đụng nhẹ cái cầm cái đùi gà thôi cũng lúng luôn cái nhà luôn, coi bộ làm Superman, coi bộ là hơi bất tiện anh em ơi. Ok và hai, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và chào mừng anh em đã quay trở lại với series Trường Học Ma Quái. Yeah. Ok. Thì trời ơi, bây giờ chắc mình nghĩ là giờ mình không nên đi ăn đâu, chắc mình phải đi ngủ rồi trời. Chứ mình đụng nhẹ cái lúng cái sàn luôn, mình nghĩ là bây giờ chắc là mình phải kiểu mình đi ngủ để mình biến thành cái người khác thôi, chứ làm Superman kiểu này nó hơi bất tiện anh em ơi. Đụng nhẹ đi vô cái ok không được rồi, cái dàn PC của mình đụng nhẹ vô cái lỡ nó hư luôn cái dàn PC sao. Ơi xích xích chậm 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 lại cái giường. Ok ngủ hay ngủ để còn biến thành người khác chứ. Ok ngủ thôi. Cái tiếng gì sột sạt sột sạt ở ngoài vậy. Mình đi ra ngoài nghe coi. Ủa cái gì ta, cái tiếng gì. Ủa dịch ơi, ủa anh đang làm gì hả, sao tự nhiên ồn ào vậy. Đang ăn gà rán mình không ấy hả. À đang ăn gà rán hả. Ủa mà ăn mà không mời em vậy, cho em ăn với trời ơi. Thôi em yên tâm đi trời, em. Ủa mà mày thằng nào vậy. Ủa em Phong Cận nè. Phong Cận không phải đâu, Phong Cận là cái thằng mà đấm mà lùng cái băng đó mà. Ủa đâu em coi. Ủa cái gì vậy, sao tự nhiên cái mặt em nhìn cười nhìn ghê vậy mà. Ủa em là Phong, là Phong Cận nè. Ôi trời ơi, hôm nay em lại biến thành con gì Phong, không con lại trông nó lại đi. Em nhìn ghê quá trời đất luôn. Đúng rồi, cái mồm này mà chắc phải nhét đùa hai cái đùi gà cùng một lúc luôn á. Đúng rồi, cái miệng bự thiệt luôn á, cái miệng nó cười nhìn mặt nó ghê quá, nhìn mặt nó gian xảo quá. Nói chung là con này nhìn quen ta. Con này đi trước đó chứ thấy ở đâu mà rần nên ghê lắm ta. Hình như em nhớ coi, hình như đây là em nhớ rồi, đây hình như là ai ta, quên tiêu nữa rồi. Quên biết là ai không các bạn, con mình lại cho Phong, con này nhìn quen lắm ta. Đúng rồi, hình như nhớ rồi trời, đây chính là Joker anh ơi, đây chính là thằng Joker. Đi ngoài, biết rồi, nhớ rồi, thằng này là cái thằng mà nó chuyên đi phá phách nè, xong rồi gì mà nó toàn chơi mấy cái, anh có xem một cái đoạn clip mà nó làm nó cho nổ bắn cả một cái bệnh viện luôn. Vậy hả, thôi nhưng mà anh yên tâm đi, em mặc dù là em đã biết hành nó nhưng mà em là Phong Cận vẫn còn bình thường, không sao đâu, anh yên tâm. Thôi được rồi, ngứa nha, ra ngoài khỏi nhà làm gì làm nha, trời mà hết sức ở với cái thằng đột biến gen, giờ mình chắc cũng đột biến não luôn quá. Ok thôi vậy em đi nha, bye bye anh nha, tạm biệt em đi đây. Bye bye. Ủa cái gì á, mà sao cái cửa nó mở không được nha anh. Cái cửa, cái miếng đạp đấy hôm bữa nó kẹt rồi, anh gỡ ra rồi, anh mang đi tháo rồi, em lấy cái tay em giật mạnh cái cửa vô là ra, mà sáng vẫn ra vào bình thường mà. Ok để em thử. Đập. Ủa không được, cái cửa nó cửa bằng sắt không mở được. Để coi dai lứa thì yếu rồi. Đây em có cách rồi, để em. Ủa trời hả? Ok thôi em mở được cửa nha, em đi nhớ bay anh. Hả? Từ để anh lấy cái súng đó, anh lấy cái súng đó. Em giỡn mà trời. Chúng ta phải đi tìm súng đâu ta. Trời, cái gì đâu mà giữ vậy trời, tính ra mình mở cái cửa, anh kêu mở không được thì mình dùng cái quả bom. Gì hả? Anh xách dao đứng anh nhìn em. Mày quay lại, mày ngồi, mày đâu quay lại, mày coi mày về, mày đi luôn đi. Ok thôi em đi nha, bye bye.
trời à, mình có quá đáng quá không ta. Chạy đi hay là ủa cái gì vậy? sao mà trong trường này đứng đông người quá vậy? Đâu để mình đi vô coi. Ủa cái gì vậy? Tụi ăn đây, tụi bay nghe cho rõ đây, hôm nay là tụi bay có phước phần dữ lắm á, mới có thể chiêm nghiệm được ngôi sao tinh tú từ vũ trụ của ta. Các ngươi nên hãnh diện khi có thể nhìn thấy nó đi. Chứ cái lũ dân đen vừa nghèo vừa xấu xí như tụi mày, làm gì mà hả có thể được chiêm ngưỡng ngôi sao tinh túy này của ta chứ? Ủa cái gì? Cái ngôi sao gì đâu? Ủa coi cái ngôi sao đâu, cho vô coi. Đi leo vô coi. Chào chị, em tính vào đi, em coi cái ngôi sao gì, chị kêu cái ngôi sao gì đẹp trong đó kìa, em vô em coi thôi. Ngôi sao này là có hai người, có thấy không, là lính của ta đã canh gác ở xung quanh đây rồi, còn ngươi hả, đợi coi cái gì coi thì đứng ở bên ngoài thêm mà coi. Dạ, ôi cái ngôi sao này coi bộ chắc đắt tiền lắm chị ha. Cái này có tiền cũng không có mua được. Trời, cái thứ nhìn cái mặt là thấy biết xấu rồi, vừa xấu mà còn đóng dây ác nữa, trời ơi. Thôi, đi chỗ khác đi. Ngươi hả là người dân đen mà vừa xấu nữa, trời ô quế ngôi sao của ta. Trời ô quế quá. Trời mọi người thấy không? Cái bà chủ tịch, hình như cái bà này là bà chủ tịch hay sao anh em? Bà mua được cái ngôi sao, cái đầu bà đem bà khoe cho mọi người tới coi cái bà kêu mọi người là xấu xí, là kêu mọi người là dơ bẩn, để không được lại gần ngôi sao của bà. Trời, coi bộ cái bà này coi bộ chảnh chọe quá nha. Rồi mình hỏi coi. Cái bà kia bộ bà không sợ bà đem bà khoe thì bà sẽ bị đánh cắp mất cái ngôi sao hả? Trời ơi, tụi bay nghĩ sao mà có thể vô đây trộm ngôi sao quý báu của ta? Thấy không, này đếm nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 viên cảnh sát trưởng đã ở đây rồi. Ê, 8 bạn ơi, 8 người. À ok, 8 viên cảnh sát trưởng đã ở đây, thấy không, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 người đã đứng ở đây canh rồi. Nhưng mà ta cũng không an tâm cho lắm, nên một hồi ta sẽ mang tới trụ sở cảnh sát ở đằng kia, huy động lực lượng hơn 500.000 viên cảnh sát đến bảo vệ ngôi sao quý báu của ta. Ta là ai chứ? Người có biết được chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Mini World? Trời anh em ơi. À, vậy là cái bài này bà nói là một tí nữa bà sẽ đem cái ngôi sao của bà ra một cái kiểu mà trụ sở cảnh sát hả? Đâu để mình qua mình coi, hình như là ở bên đây có một cái trụ sở cảnh sát bên đây nè. Rồi đây qua coi. À đây thấy nè, đó nó hiện ra nè, đó. Đây chính là một cái trụ sở cảnh sát này nè. Ôi trời ơi, cái gì mà cảnh sát đứng đông vậy? Ôi trời, đông nha. Đâu mình tới mình coi. Ôi cái bộ là đông nha. Ôi đông kìa. Ôi, không sao cả. Bà ấy không biết mình chính là Joker, là một tên rất là gian xảo. Thì mình sẽ đánh cắp cái ngôi sao này, và mình sẽ đem cái ngôi sao này đi bán, và mình sẽ lấy tiền để có thể làm từ thiện đi. Đúng rồi, mình sẽ lấy cái ngôi sao đi bán để làm từ thiện đến mấy trăm tỷ lần mà. Trời ơi, ghê nha. Ok, tối nay mình sẽ đi đánh cắp cái ngôi sao. Ok, đi thôi nào. Xin chào mọi người, ta chính là Phong Cận Joker đây. Bây giờ ta sẽ đi ăn trộm cái ngôi sao của cái bà chủ tịch. Ok, bà chủ tịch, trời ơi, giờ mình bị ám ảnh với mấy bà chủ tịch của anh em ơi, mấy ông mấy bà chủ tịch á. Ok thôi, đi thôi nào. Ấy, bám tường nè. Trời, nè, ta đã chuẩn bị hết đầy đủ đồ rồi. Đúng rồi, sẵn khoe cho anh em xem những cái gì mà mình chuẩn bị nè. Nấp vào đây. Ok, đầu tiên là mình có chuẩn bị heo một quả bơm. Một quả bơm, một snack bơm đó. Thêm một đống bơm hàng giờ. Đây, bơm này chính là bơm hàng giờ nè anh em, thấy không? Đó, một cây súng đó, một cây cung, một cái móc leo và một cái bật lửa. Chỉ cần nhiều đây tôi. Ok, để mình lấy cái quả bơm này chắc để đây luôn đi. Ok, cài bơm hàng giờ tít. Ok rồi, để tí nữa nổ banh cái nhà này. Ok, đi thôi. Trời. Để tao leo lên đây tao xem coi có bao nhiêu đứa cảnh sát đứng ở đó nè. Để đi lên nè. Có cây táo nè, bám vô cây táo. Ok. Wow, cái bộ đông rồi nha. Coi kìa, quá trời luôn. Để đếm nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,
ta sẽ giết từng đứa và ta sẽ leo vào trong đó để ta trộm lấy ngôi sao. À, đem ngôi sao đi bán chắc là cũng sẽ nuôi được trẻ mồ côi rất là nhiều tiền luôn mà. À, đầu tiên chúng ta sẽ xử lý hai cái tên canh cửa trước, nạp đạn vào nè.
Một viên vào đầu, hai viên vào đầu. Coi chừng bọn nó phát hiện. Bọn nó không phát hiện anh em ơi. Để xem coi bây giờ làm cách nào để mở được cái cổng này ta, để mình leo xuống mình xem nhá. Ok, leo vào nào. Bây giờ làm sao để mở được cái cổng này đây ta? Để xem coi. Ôi, cảnh sát nơi bắn mình anh em ơi. Giật cả mình. Mình lại gần thử thêm lần nữa coi. Có gì không? Hình như là mấy thằng cảnh sát nó mới bắn mình phải không anh em? Nó bắn mình kìa. Cái gì vậy? Hình như mấy thằng cảnh sát nó bắn mình em ơi. Ghê quá. Mình phải cẩn thận mới được. Leo tường chạy. May quá. Mấy thằng cảnh sát nó mới bắn mình. Rồi mình đã hiểu rồi. Bây giờ muốn mở được cái cửa kia thì mình phải bấm được cái nút. Mình đã chuẩn bị một cái cung rồi. Quá là đơn giản luôn. Để mình leo lên đây. Leo lên. Ok, rồi mình sẽ ngắm vào trong cái nút đó. Leo lên cao xíu. Ok, và cái nút màu vàng bên kia kìa anh em, sẽ ngắm vào cái nút nha. Đấy, bắn. Ôi trời, không dính này, cao hơn xíu. Bắn. Ôi trời, học bài. Bắn nè. Ui, mở nè. Đi vào. Nó bắn mình. Ui, đâu. Trời ơi, mấy anh này tha cho em. Ôi, mấy thằng cảnh sát đứng kia đã bắn đầu anh em ơi. Chết tôi. Trời ơi anh em ơi, mệt quá. Mấy thằng cảnh sát này coi bộ hơi bị ghê gớm luôn nha anh em. Mình chắc là bây giờ mình sẽ phải xử lý từng thằng mới được. Nạp đạn vào. Kỳ này ta sẽ cho tụi mày chết. Đầu tiên chính là thằng trên đây. Một viên nè, nó bắn mình rồi. Trời ơi, mất máu. No. Leo lên cái xe cảnh sát này đứng bắn chạy vậy. Nè, hai viên nè. Ok, chết luôn rồi. Chạy nhanh thiệt nhanh quá. Bắn đi. Trời ơi, dễ gì chúng ta được. Chết nè. Ok, giết hai thằng cánh cửa luôn. Chết nè. Ok, chết rồi. Ui, còn hai thằng cánh cửa bên đây. Chết luôn đi. Ok rồi, chết luôn. Ui. Mày quá. Hình như là mình đã giết hết. Ui, còn cảnh sát trong kia anh em ơi. Bây giờ làm cách nào để trong người mình không còn cái gì để đánh công nó hết. Chứ bây giờ mình sẽ phải sử dụng súng thôi. Ok, mình sẽ qua đây mình chặn đầu của nó, mình bắn súng. Mình sẽ dùng cái súng của mình bắn bể hết. Để mình xem coi. Cái này là chỗ nào đây vậy? Để mình coi cái này có gì trong đây không? Ủa, sao không có gì vậy? Cái đường này. Ủa, trời ơi, súng nè anh em. Wow, súng nè. Wow. Ui, ở đây có súng máy anh em ơi. Trời ơi, hình như đây là cái kho súng anh em ơi. Trời ơi, cái này là cái kho súng. Được. Bây giờ mình sẽ lấy cây súng máy này. Ok, cây súng máy. Ok, rồi, đây, mình đã có được một cây súng máy. Trời ơi, ngầu nha. Ok, được. Nạp đạn vào nè. Nạp đạn vào. Ghê. Rồi, mở cửa nè. Chết đi. Chết này. Ôi, cái cây súng này bắn cũng không lại bọn nó anh em ơi. Chết này. Hết đạn rồi. Tức quá, ta sẽ cho các người một quả bom. Được. Ăn quả bom đi. Chạy. Nổ. Bùm. Ok, nổ rồi. Chết hết chưa. Ơi, còn sống. Còn cung nữa, mình lấy cung mình bắn đó. Chết nè. Ok, chết luôn rồi. Leo vào nè. Ôi, một viên, hai viên. Chết luôn. Ôi, dễ. Ok, đi vào. Đi vào. Ôi, có laser anh em ơi. Trong đây có đầy laser luôn. Trời ơi, giờ làm sao mà vào đây? Đây là laser thế này, làm sao mà mình vào được? Chắc bây giờ mình phải tìm cách mình tắt nó mới được. Tắt nó bằng cách nào? Ở trên kia nó có cái nút kìa. Hay là mình phải bắn vào cái nút ta? Đúng rồi, mình bắn vào cái nút thì nó sẽ tắt laser. Ok, bắn vào cái nút. Bắn nè. Ok rồi, đến lượt bên này. Tắt nè. Ok, bên này. Tắt nè. Ok, còn cái bên này nữa. Ui. Tắt nè. Ok rồi, bên đây luôn. Tắt nè. Ok. Ok rồi, tắt hết rồi anh em ơi. Yes, vậy là mình đã đột nhập thành công rồi. Để giờ xem coi. Đây chính là hai ngôi sao đó hả? Ok. Ủa, còn cái này là gì đây? Hình như cái này là cái tủ sắt hả? Tủ sắt này giờ mình mở cách nào đây? Ở đây giờ không có cái gì để mở hết, mình sẽ sử dụng bom để mình mở luôn. Đi. Nổ đi. Tùm. Ui, vàng anh em ơi, coi nè. Vàng, wow, vàng. Ui, trời ơi, cái đống vàng này mình đem về là hơi bị giàu luôn nha anh em. Vậy là mình có thể có tiền bán nó, mình sẽ được mấy trăm tỷ luôn. Tha hồ mà dùng để nuôi trẻ em nghèo. Đúng rồi. Ok, và bây giờ mình sẽ đem hai ngôi sao này về để bán nha anh em. Và cảm ơn anh em đã xem video này. Nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên like, share, subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên trong team Hero bọn mình, đó chính là anh Mr. Vịt, Timmy TV và Camui TV, để subscribe ủng hộ cho các thành viên của team Hero nha. Bye bye, yêu anh em vãi nồi. Tạm biệt, bye bye.